Tâm kim con mà rún một phát là con biết nào lệch luôn. Ba con nhưng mỗi con có ba cái ngòi trắng. Xong rồi. Đấy, bác kêu bác ngồi bên cạnh bác còn. Cứ đứng xa nhưng chỉ việc zoom thôi, không cần phải dí sát nhé. Dí sát nó sẽ bị ấy. Da nó yếu đến nỗi là không có dám nặn móng tay. Bạn này phải uống thuốc mát gan. Cố gắng lên con. Cố gắng lên đấy, thế nó mới ra này. Con sâu lắm. Nào, chuẩn bị nhá, hai con này. Cố gắng nhé con. Linh một lúc nữa thấy chị anh vươn tay cầm với chị nhé, thì tay chị chân chị yếu. Linh cầm cho. Chân chị anh yếu đúng là nó hay run. Cô hôm nay phải lấy cho con để ngày kia cô đi Sài Gòn rồi, ở nhà các chị còn những con dễ các chị lấy được, con khó các chị. Cố gắng nhé con này này. Con đừng cử động cái nào cô chạch kim ngay. Cô mới lấy được những con mụn này thôi, còn các chị ở nhà không ai lấy được con mụn này cả. Vừa to bằng hạt gạo. Các chị không lấy được lại còn tím hết cổ nữa cơ. Rồi về con vợ mày bảo là đi nặn mụn sao lại tím như thế này. Đánh cho. Mai nữa không cho đi ra có Âu nặn mụn để chết. Chim. Không, cô hôm nay chim cô quay ấy thôi. Cô quay video để làm tư liệu, cô cho học trò cô nó học lại thôi. Con lên xem hả? Thích xem nặn mụn của mình lắm.
mụn của em rất dễ đứt chân đấy nhá Linh nhá. Mà da yếu đấy nên không nặn cố, đứt chân này đi một vòng lại không rồi. Cô không ở nhà lại quay đi coi lại. Được không hay là phải sang này đến không? Cầm cao lên thì nó mà lấy ra cái này trước rồi tím thông. Rồi ok. Ngọt lắm, nằm im xong rồi con. Thế sao con ra? Mấy hôm nó bận. Bận thì con cứ dành thời gian rảnh con phải ra chứ. Trưa thì là chiều thì bận. Sáng thì con ngủ. Vâng. Không bao giờ sai, sắp tới World Cup rồi ta còn sợ mày không chữa xong cái vụ này đến World Cup. Mày cứ ở đấy mà. Còn 7 ngày nữa thôi. 4 ngày nữa. Nào cố gắng này. Một dàn ở đây cô vừa chọc kim thôi này. Vừa to vừa lép chứ hả Linh? Con cứ nằm im đấy. Đau. Con nằm xích lên một tí cho cô đỡ phải cúi. Ok. Cứ cố gắng lên con. Con chỉ cần dướn người một cái là cô lệch kim luôn. Mà đứt chân mụn. Mai lại mọc lại mà lại mọc sưng to hơn. Da thì mỏng yếu, cô động nhẹ cái là tím. Mấy con này này. Còn vặt đấy. Trượt kim cái nào cô không làm lại được con đấy ngay đấy. Cố gắng con, cố gắng nhá, ba con, hai con nữa thôi. Mụn mụn gì 4-5 con một chỗ nì nợ nầy nổi. Mùa World Cup 64 trận đấu sẽ vắng khách, cô sẽ căng lều bạt ở kia cho nhân viên thì mình ra bán đồ ăn đêm. Bán độc bánh mì thôi là đắt hàng rồi. Úi giời. Con mụn ngon thế. Mình quay siêu đẳng. Cô nhìn con mụn qua màn hình cô đã muốn xem này. Này. Cô cũng không nghĩ ra hôm nay cô quay live stream cho con xem. Tối về dở mặt mình ra xem live stream. Mình đâu đến nỗi mà sao vậy. Cô lặn lại ra ít thế này. Úi giời chỗ này hai con. Đẳng cấp quay. Chị Nga chỉ cần đứng đằng sau xem qua quay video còn nét hơn. Kinh kinh lắm về xem lại.
Rồi. Chuyển vùng cho đỡ đau. Chỗ này nó nhiều quá. Biết chuyển kiểu gì nữa. Đây chị ơi, con đỡ được 50% rồi. Thằng này này. Đỡ được 50%. Chị chưa thể tưởng tượng nổi nếu chị xem live stream. Sao chị biết em? Thì tức là chơi với cái Hương ấy. À, Hương bên Gia Lâm đấy hả? À, Long Biên đấy hả? À, chị hay hay ủng hộ em đấy hả? À, đấy ạ. Em rồi. Năm nay em ít đi xin á. Em bỏ quỹ công ty ra mới là em cho nhân viên nhà em đóng. Mấy buổi thôi, chị chịu khó cho con đi mấy buổi thôi mà. Không chữa thì xong rồi nay nan khổ lắm. Vâng. Học sinh sinh viên có 79k một buổi thôi. Xong bắt đầu là mua thuốc về tự bôi. Còn á, nên đã lên mủ như này rồi còn phải cấy thuốc, còn phải trị sẹo rỗ, còn khổ lắm chị ạ. Đấy, cố gắng con. Nhiều vô địch. Thứ ba ngày lại ra một lần. Chị yên tâm, cứ ba ngày ra một lần, con chịu khó đi 5 buổi nào hết. Với mặt của bạn kia. Con này chị học trường nào? Cháu là ở với Hải Dương. À đấy ạ. Đấy, lên đây chữa 15 buổi nào hết mụn thôi mà. Gáy 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 còn không con? Để xem cái gáy. Bây giờ con nằm xuống, con úp xuống, nằm úp xuống để cô xem gáy này. Úp xuống xem gáy. Úp xuống. Đúng rồi, cô. Con nằm xích lên. Rồi, thế. Ba con rồi, con chị không rún nha. Con bị mất đấy rồi, thấy chưa, cô đã bảo chưa đâm sâu kim mà, con thấy chưa, đâm sâu cái phụt ngay hả con Linh. Ô đứng im đấy. Ô mẹ a gì, gắng lên con. Phải đâm sâu kim. Có chỗ họ thở rồi cứ dướn lên để làm gì. Dướn lên thì có ông cũng đâm. Đau. Đau thì phải, con biết là cái mụn nó như nào không? Nó chả đau. Đây này, bên dưới nó viêm thế này làm sao nó không lên. Chịu khó, để hôm nay tao lặn hết cái chỗ này cho đỡ viêm vậy.
toàn đầu đen to đùng này, như này. Ôi giời, cái mụn của nó là cái gì đấy? Ừ, đang lên ở da đầu, nhưng ở đây chỗ này còn con nữa cơ. Cố gắng lên. Ở da đầu của con nó còn bạt ngàn. Muốn cố vén cái tóc này ra để quay mấy con mụn trà bá của mày. Ninh ơi, có nhìn thấy không Ninh? Rõ lắm hả? À, cố gắng lên con. Thì nó mới không viêm, toàn viêm lỗ chân tóc thôi. Ừ. Mụn trà bá. Đây. Cố gắng lên. Này, con này nữa này. Ôi giời. Này. Tao tưởng bắt cháy bắt giận ở đầu mày cơ. Nghĩa tao lại lấy dao lam tao cạo hết cái chỗ gáy này để tao nặn bây giờ. Hình như con. Vâng, nhiều quá chị ạ. Này. Nó xong bắt đầu nó lại mọc mụn mủ ấy. Đây. Ừ. Ừ. Đấy. Ừ. Úi giời. Con này là con gì đây? Là con mụn không? Hay là hạt đỗ nó lên đầu thằng này? À, con này nhá. Nhìn này. Không lên được ấy. Nỗ chân tóc bé quá với con mụn đấy. Này. Nhìn thấy không hả Linh? Rồi. Cứ nhìn. Thôi kệ nó, để quay còn hơn là livestream sợ nó mờ nhỉ Linh nhỉ. Dạ. Gội đầu ra đây. Gội sản phẩm của cô ấy hả? Đang lên con. Mày gồng cái gì? Ôi trời ơi, bên này Linh ơi. Nghiêng, nghiêng có thở được không con? Thế nhá, nằm im nhá. Úi trời ơi, này Linh ơi. Ôi, con đang nằm im. Ôi. Này. Ừ. Gắng đi con. Ui dồi ôi, nó chảy xuống mặt chứ sao. Mồ hôi nó chảy xuống mặt thì nó mới viêm như này chứ. Này. Ui dồi. Con nằm im con đừng nghiêng. Ui dồi này. Xong rồi con. Này. Mụn kiểu gì này. Nên gắng lên con. Mấy đứa nó lại đầy mủ ở gáy, có phải khổ không? Nè, đây. Rồi, điền thế cho nên nằm im. Đấy, phát này là sẽ ra này. Ui Linh ơi, con này là con gì? Ôi, con này là con gì? Tí nữa cô gửi video cho con xem. Ừ. Cô gửi cô điện thoại cho con xem. Về nhà tối nằm xem bóng đá. Đợi xem bóng đá thì xem mụn của mày. Cho cô làm nốt mấy con ở đây đi con. Đây nữa này. Đấy, này. Mụn này. Im.
chưa lên hết chân cơ, nhưng mà chọc vào lát. À, bên này, bên này, bên này, đúng rồi, lại chảy ra. Này, đây rồi. Chỗ kìa, đau quá. Thôi được rồi, xong rồi. Thôi tha cho. Lần sau chị Ninh nặn cho. Cứ dướn người một phát là mình chở đứt chân mụn. Đi cơ địa người có người cái đau, đau nhiều người cũng đau mấy nhỉ? Dạ. Ở đầu. Con. Nốt con này nữa nè. Bây giờ con sắp sửa đến lưng mày nữa cơ. Ủa, lưng con này nghỉ lưng. Hôm nay nghỉ lưng nhưng mà lưng cũng hết đỡ nhiều rồi. Dạ. Sau này mua thuốc. Là đỡ. Đỡ hả? Mua thuốc đỡ hả? Hết thuốc, hết thuốc hả? Tí nữa lại lấy cho chai nữa. Đây này chị ơi, thuốc của nó cái chai to 1 triệu đây này chị này. Đấy, mà chị biết không, nó bôi người nó này, lưng nó ấy. Đấy. Cố gắng lên con. Nếu mà chị mua cái chai ấy, cái chai nhỏ kia thì thôi chị ơi. Rồi đấy. Cho em đắp mặt nạ rồi em. Thôi được rồi, tha cho em. Đắp đi.